sẽ chơi trong trang phục vàng. Trọng tài đã cho hiệp 1 của trận đấu được bắt đầu. Rất nguy hiểm, và như vậy là mạng lưới của các vị khách Cần Thơ đã rung lên. Ngay những phút đầu tiên, đội chủ nhà đã có được và mở tỷ số. Pha lập công của Công Thành. Một sự khởi đầu cực kỳ thuận lợi của đội chủ nhà Đồng Tháp. Tiền đạo Công Thành số 19 của Đồng Tháp đã lập công. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha chọn điểm rơi rất tốt. Thủ môn của Cần Thơ gần như không có phản ứng. Đây là trận đấu sớm nhất của mùa giải hạng nhất quốc gia năm nay, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Đồng Tháp và Cần Thơ. Lúc này thì rất nguy hiểm, và như vậy là các vị khách Cần Thơ đã tìm được bàn quân bình tỷ số 1-1. Số 7 Thanh Long đã lập công. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha treo bóng vào khu vực 16m50 và pha đánh đầu trả về của một cầu thủ áo vàng đã tạo cơ hội cho Thanh Long lập công. Trong những phút vừa qua, sau khi các cầu thủ Cần Thơ tìm được bàn quân bình tỷ số thì hai đội tiếp tục chơi đôi công, và Cần Thơ chính là rất nguy hiểm, quá đẹp, một bàn thắng tuyệt đẹp của các cầu thủ Cần Thơ. Cú sút ở cự ly khoảng 20m, Cần Thơ đã vươn lên dẫn 2-1. Lần này là pha lập công của Kim Hùng, Quỳnh Kim Hùng. Sau khi có được bàn quân bình tỷ số thì Cần Thơ tiếp tục tạo ra những pha ăn miếng trả miếng, thậm chí là họ chơi nhẫn hơn với nhiều pha tấn công. Và tình huống này đã đem đến bàn thắng thứ hai cho các vị khách Cần Thơ. Một cú sút ở cự ly rất xa, bóng đi rất căng, tầm khoảng 30m thưa các bạn. Do đại dịch Covid-19 nên giải hạng nhất quốc gia, các trận đấu của giải hạng nhất quốc gia mùa bóng này sẽ có 5 sự thay đổi người trong một trận đấu. Tuy nhiên, 5 người đó chỉ được thay trong 3 tình huống. Không chỉ bóng đá Việt Nam mà các giải hàng đầu châu Âu. Quá nguy hiểm. Một pha treo bóng suýt nữa làm tung lưới Đồng Tháp. Không chỉ bóng đá Việt Nam mà các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như là Đức và Anh cũng sẽ có 5 sự thay đổi người trong một trận đấu thời hậu Covid. Một tình huống bóng vượt qua tầm với của Thanh Nhã. Rất may. Văn Hưng. Và tấn công của các cầu thủ Cần Thơ. Một tình huống nguy hiểm, hết sức nguy hiểm. Bóng trúng chân Trần Mila đổi hướng, và Thanh Nhã đã có phản xạ kịp thời. Rất nguy hiểm, hết sức nguy hiểm, không vào. Lại một tình huống làm chao đảo khung thành của đội chủ nhà Đồng Tháp. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Liên tiếp những pha sóng gió được các cầu thủ Cần Thơ tạo ra trước khung thành của Thanh Nhã. Thanh Hậu. Trường Khang. Rất nguy hiểm. Bàn thắng đã đến với đội chủ nhà. Tỷ số được quân bình 2-2. Pha lập công của Trương Quỳnh Anh Khoa.
Bàn thắng vừa rồi có dấu giày rất đậm của Thanh Hậu. Tình huống qua người rất khéo của Thanh Hậu và pha đưa bóng vào trong của anh đã tạo điều kiện cho anh Khoa làm tung lưới đối phương để quân bình tỷ số 2 đều. 35 phút của hiệp 1 đã trôi qua và đã có 4 bàn thắng được ghi, chia đều cho hai bên. Đã thoáng bên trong. Nguy hiểm. Và như vậy là thêm một bàn thắng nữa cho các cầu thủ Cần Thơ. Cú đá tưởng chừng không quá nguy hiểm nhưng bóng đã đập chân một cầu thủ Đồng Tháp và vượt qua tầm với của Thanh Nhã. Tỷ số bây giờ đã được nâng lên 3-2 cho sở số Kiến Thiết Cần Thơ. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha bật không tốt, không đúng thời điểm của Thanh Nhã. Vừa rồi thì Sửu đã bị trượt chân. Quang Duy vẫn là Cần Thơ. Rất nguy hiểm. Hai pha kết thúc bóng liên tiếp đã không thắng được thủ môn Thanh Nhã. Chúng ta cùng xem lại pha bóng nguy hiểm vừa rồi. Dành chung cho đến rất nguy hiểm, một tình huống phản công nhanh của các cầu thủ Cần Thơ, quá nguy hiểm thưa các bạn, quá trống. Một bàn thắng nữa cho các vị khách Cần Thơ. Những phút đầu của hiệp 1, Đồng Tháp dẫn bàn. Những phút đầu của hiệp 2, đến lượt Cần Thơ ghi bàn. Và tỷ số bây giờ đã được nâng lên 4-2 cho Cần Thơ. Số 16 có bóng khá trống trải và anh đã làm tung lưới thủ môn Đài, có thể nói là rất cần mẫn ở khu vực giữa sân. Trước đó là thời điểm anh khoác áo đội bóng xứ Thanh. Phát đền. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m và đội chủ nhà Đồng Tháp được hưởng quả đá phạt đền. Phản ứng rất quyết liệt của các cầu thủ Cần Thơ. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Phạm lỗi thì chúng tôi là rất rõ thưa các bạn. Minh Thuận đã phạm lỗi với Trương Quỳnh Anh Khoa. Theo chúng tôi đó là quyết định hoàn toàn chính xác của trọng tài. Cơ hội để Đồng Tháp rút ngắn tỷ số. Công Thành và Văn Hưng ai thắng đây? Rất tốt. Cú đá không thể cản phá của Công Thành. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 3-4. Bàn thắng này sẽ đem lại tinh thần, sẽ vực dậy tinh thần của các cầu thủ Đồng Tháp. Và chắc chắn là khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Đồng Tháp sẽ dâng cao. Và diễn biến của trận đấu có thể sẽ... Rất nguy hiểm thưa các bạn. Ổn trúng sang ngang. Và bây giờ thì bên phía đội khách Cần Thơ, cầu thủ thứ tư sẽ được tung vào sân. Nguyễn Hữu Thắng là cầu thủ được tung vào sân.
cơ hội cho Đồng Tháp. Rất nguy hiểm, không vào. Vừa rồi thì Trương Quân Anh Khoa đã có cơ hội để cô bình tỷ số. Bây giờ thì trận đấu lại tiếp tục cơ hội cho Đồng Tháp nữa. Chúng ta cùng xem lại pha treo bóng vào của Văn Hậu và pha kết thúc bóng. Rất nguy hiểm, vào, quá đẹp. Tỷ số trận đấu đã được Quân Bình 4 đều, pha lập công của Công Thành. Và xử lý bóng rất cổ hứng và rất đẹp mắt của Nguyễn Công Thành. Trong vòng vây của hai ba cầu thủ áo vàng, nhưng Công Thành đã có được pha xử lý bóng ở góc hẹp, ở trong phạm vi hẹp. Bóng đang thuộc về các cầu thủ chủ nhà. Công Thành. Và đột phá của Công Thành. Quá nguy hiểm. Và không. Và như vậy là vào tháng thứ 5 đã đến với đội chủ nhà Đồng Tháp. Rất kịch tính thưa các bạn. 9 bàn thắng được ghi cho đến thời điểm này. Không thể tin được. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Pha bóng có công rất lớn của Nguyễn Công Thành. Đức Thắng đã không rơi vào tư thế việt vị. Và anh đã đánh bại được thủ môn. Tiếng còi kết thúc trận đấu đã được trọng tài cất lên. Và như vậy là trận đấu giữa Đồng Tháp và Cần Thơ đã khép lại với 9 bàn thắng được ghi thưa các bạn. Tỷ số của trận đấu là 5-4 nghiêng về đội chủ nhà Đồng Tháp. Một trận cầu quá nhiều cảm xúc và một trận cầu